Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc tối nay ngày 4 tháng 5 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới thiết thực liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Lâm Đồng tiếp tục tập trung triển khai nhiều giải pháp để hình thành các chuỗi sản xuất. Độc lạ vườn cherry tại miền Tây. Chuyến biển đầu năm, một thuyền câu đạt kỷ lục khi thu về 30 tấn mực khô trị giá 4 tỷ đồng. Con số hôm nay, xuất khẩu lâm sản năm 2019 có thể hoàn thành mục tiêu 11 tỷ USD. Cần nhiều trợ lực để đẩy mạnh ứng dụng IoT trong sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng. Thưa quý vị và bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động tối nay, như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và quý bà con thân mến, tỉnh Lâm Đồng hiện có khoảng 120 chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp. Do hiệu quả của hình thức liên kết nói trên mang lại khả quan, giúp các nông hộ sản xuất đơn lẻ có đầu ra ổn định, giúp nông sản Lâm Đồng nâng cao chất lượng nhờ áp dụng đồng bộ quy trình canh tác, chế biến. Bởi vậy, ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục tập trung triển khai nhiều giải pháp để hình thành các chuỗi sản xuất. Theo đó, từ nguồn vốn của nhiều chương trình, đề án như xây dựng nông thôn mới, chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, đề án chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hỗ trợ phát triển 31 chuỗi đã triển khai thực hiện từ năm 2018. Dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Song song đó, hỗ trợ mới 30 chuỗi dự kiến hoàn thành năm 2021, bao gồm 6 chuỗi cấp tỉnh và 24 chuỗi cấp huyện. Nhằm nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm và giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch dưới 10% vào năm 2020, theo mục tiêu của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đang tập trung tuyên truyền, vận động người sản xuất và các cơ sở sản xuất kinh doanh tiến hành sơ chế, đóng gói, dán nhãn trước khi tiêu thụ, nâng cao hiệu quả của hệ thống các chợ đầu mối thu mua, sơ chế nông sản tại các vùng trọng điểm sản xuất. Ngoài việc là nơi tập kết và giao dịch nông sản, các chợ đầu mối phải thực hiện nhiệm vụ phân loại, sơ chế, bao gói nông sản trước khi vận chuyển nông sản đến các thị trường tiêu thụ. Hiện nay, mô hình trung tâm sau thu hoạch, bảo quản và chế biến rau quả tại các địa bàn Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt đang được nhân rộng với quy mô từ nay đến năm 2020, có ít nhất từ 4 đến 6 trung tâm sau thu hoạch. Với hạt nhân là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất chế biến kinh doanh nông sản rau quả, nâng công suất sơ chế, chế biến rau quả toàn tỉnh đạt từ 50.000 đến 120.000 tấn một năm. Cũng liên quan đến câu chuyện phát triển công nghệ sau thu hoạch. Quý bà con thân mến, dù là vựa xoài lớn của cả nước, tuy nhiên tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa có một quy trình đủ chuẩn quy mô lớn để xử lý, đóng gói và bảo quản xoài sau thu hoạch. Hàng xuất bán chủ yếu là xoài tươi, thời gian bảo quản ngắn, chất lượng không đảm bảo, rủi ro cho doanh nghiệp là rất lớn, từ đó gián tiếp làm ảnh hưởng đến thu nhập của nhiều nhà vườn. Trước tình thế đó, một số doanh nghiệp đã tiên phong ứng dụng công nghệ sau thu hoạch trong bảo quản xoài và đã mang lại hiệu quả tích cực. Và ngay sau đây chúng tôi xin được giới thiệu về công nghệ này, xin mời quý bà con cùng đón xem. Cũng như bao nhiêu bữa xoài trên địa bàn Đồng Tháp, doanh nghiệp này cũng bao phen lận đận với trái xoài khi xuất bán. Vỏ trái mỏng, chưa được xử lý nên xoài rất dễ bị tổn thương, hư hỏng trong quá trình vận chuyển trước khi đến nơi tiêu thụ. Theo các chủ vựa, trước kia tỷ lệ hư hỏng trên xoài khi xuất bán là rất cao, chiếm từ 30 đến 50% số lượng. Do vậy mà nhu cầu có một quy trình bảo quản xoài sau thu hoạch để nâng cao thời gian bảo quản là vấn đề bức thiết được đặt ra. Xuất phát từ mong muốn đó, được sự tài trợ của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc, sự phối hợp với Phân viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kim Nhung Đồng Tháp đã tham gia thí điểm dự án xây dựng mô hình thu hoạch, sơ chế, xử lý, đóng gói và bảo quản xoài ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau gần 2 năm triển khai quy trình đã hoàn thiện. Với quy trình này, tỷ lệ xoài hư hỏng đã giảm gần 40% so với không xử lý. Thời gian bảo quản cũng kéo dài gấp 4 lần so với trước đó. Đây là mô hình đầu tiên xử lý xoài ở đồng bằng sông Cửu Long, áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp và bà con nông dân trong vùng. Khi có hệ thống xử lý sau thu hoạch, đã nâng cao sản lượng tiêu thụ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kim Nhung Đồng Tháp tăng lên gần 50 tấn một ngày. Mặt hàng xoài tươi của công ty cũng đã tiếp cận được một số thị trường nhập khẩu khó tính như Úc,
Nga, Hàn Quốc. Quý vị và quý bà con thân mến, trái ngược với nhiều người chọn trồng những loại cây quen thuộc, một thanh niên thuộc thế hệ 9X ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre quyết định thử sức trồng cây cherry, giống cây lạ lẫm với hầu hết người nông dân ở địa phương. Với sức trẻ, sự sáng tạo và có những hướng đi táo bạo, dù kinh nghiệm làm nông chưa nhiều, nhưng sau hơn một năm trồng thử nghiệm giống cây cherry Brazil, đến nay người thanh niên ấy đã đạt được thành công khi cây phát triển tốt và sai trái. Vườn cherry tươi tốt này là thành quả của chàng trai trẻ Nguyễn Tấn Cường, ngụ ấp Phước Hậu, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Trước đây, khi bắt tay vào trồng thử nghiệm giống cây cherry ươm từ hạt, anh Nguyễn Tấn Cường đã thất bại. Không nản chí, anh tiếp tục tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm. Đến đầu năm 2018, anh Cường mạnh dạn trồng thử nghiệm 20 cây giống cherry Brazil khoảng 4 tháng tuổi với giá 200.000 đồng một cây. Đến nay, anh đã trồng thành công và hiện có khoảng 60 gốc cây cherry phát triển tốt và đang cho trái. Hiện tại cherry của mình là mình đang trồng theo hướng organic và sản xuất ra trái cây sạch. Khi mình nghiên cứu là mình cảm thấy là cái cây cherry của mình là nó rất là thích ẩm, nên một ngày mình nên tưới cho nó 2 lần, và đặc biệt cái là mình đừng có để cho đất nó bị khô quá. Và cái lượng phân của mình bón cho cây là mình sử dụng phân hữu cơ, phân chuồng và một số loại phân như phân gà Nhật Bản. Còn sâu bệnh thì mình thường dùng là tỏi với ớt để mình ngừa sâu bệnh. Và đặc biệt cái nữa là mình sử dụng cái nấm xanh, nếu mình sâu nó xuất hiện trên cây thì mình sử dụng cái nấm xanh và cái nấm trắng để mình trừ sâu. Hiện nay, giá của trái cherry luôn ở mức cao từ 500.000 đến 900.000 đồng một ký. Trái cherry ban đầu có màu xanh, sau đó thành màu vàng. Khi gần chín thì chuyển sang màu đỏ mận. Đến khi chín sẽ có màu đen, vị ngọt thanh. Qua bước đầu thử nghiệm thành công, hiện nay anh Cường đã trồng thêm 500 cây cherry tại vườn nhà. Với sự đam mê, ham học hỏi và cập nhật, áp dụng những công nghệ mới trong sản xuất, anh Nguyễn Tấn Cường đã khởi nghiệp thành công với mô hình trồng cây cherry nhiệt đới trên mảnh đất Châu Thành, Bến Tre. Đây là mô hình mới mở ra hướng phát triển cho thanh niên, phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương, góp phần đưa trái cây nội địa vươn xa trên thương trường trong thời gian tới. Liên tục chương trình, chuyến biển đầu năm, một thuyền câu đạt kỷ lục khi thu về 30 tấn mực khô trị giá 4 tỷ đồng. Con số hôm nay, xuất khẩu lâm sản năm 2019 có thể hoàn thành mục tiêu 11 tỷ USD. Cần nhiều trợ lực để đẩy mạnh ứng dụng IoT trong sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng. Chuyển sang nội dung tin tức nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý tại nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, dịp lễ 30 tháng 4 vừa rồi, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi hối hả cập bờ bán cá từ Hoàng Sa trở về. Thời tiết thuận lợi, tàu của ngư dân gặp được nhiều luồng cá lớn, đặc biệt giá cả ổn định, lượng tiêu thụ thủy sản của người dân trong dịp lễ cũng tăng đột biến, giúp ngư dân đón những ngày nghỉ cuối lễ tươm tất hơn sau bao ngày nhọc nhằn đánh bắt thủy sản ngoài khơi xa. Cảng cá Mỹ Á, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, tiếng động cơ tàu cá về bến rền vang hòa cùng tiếng ý ới của người mua. Do thời tiết thuận lợi nên tàu cá QNG90879 ở xã Phổ Quang đã trúng 5 tấn cá đỏ, cá bánh lái sau 5 ngày đánh bắt vùng biển Hoàng Sa. Con đêm cũng 4-5 tấn rồi anh à. Còn bên đêm là con dọn trung bình gặp thì đêm có con đêm được tấn mấy rồi. Còn mấy bữa có mấy chiếc ngọn được con tấn vậy á. Đêm á. Những lần cập bến trước đó, nhiều tàu cá trúng đậm cá đỏ, cá bánh lái, có tàu thu về hơn 1 tỷ đồng chỉ sau 6 ngày ra khơi đánh bắt hải sản. Trong những ngày tiếp theo, có tới hàng chục tàu cá liên tiếp về cập bến, hầu hết đều trúng đậm cá đỏ. Giờ vụ cá lễ, giá cao gấp đôi chuyến biển ngày thường, nên các đầu nậu và ngư dân ai cũng phấn khởi. Thưa quý vị và bà con, trong những ngày lễ vừa qua, các cảng ở Quảng Ngãi lượng hải sản về từ các vùng biển nhiều, trong đó đặc biệt là Hoàng Sa, ước đạt khoảng hơn 200 tấn hải sản một ngày. Chuyến biển đầu năm 2019, tàu cá của anh Lương Văn Tới ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đạt kỷ lục khi câu được 30 tấn mực khô và vừa cập cảng cá An Hòa. Với giá bán trên 130 triệu đồng một tấn mực khô, doanh thu tàu đạt gần 4 tỷ đồng. Đây là tàu câu mực có doanh thu khủng nhất từ trước đến nay tại huyện Núi Thành. Hơn 50 ngày đêm vươn khơi bám biển, sau khi trừ các chi phí sản xuất, bình quân mỗi lao động đi trên tàu có thu nhập hơn 55 triệu đồng. Gia đình chủ tàu Lương Văn Tới thu lại khoảng 500 triệu đồng.
Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 430 tỷ USD, đây là con số ước tính nhu cầu đồ gỗ của thế giới hàng năm. Trong số này, riêng giá trị thương mại của đồ gỗ nội thất và ngoại thất là 150 tỷ USD. Trong khi đó, xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam năm 2018 mới chỉ đạt 9,3 tỷ USD, tức là chỉ chiếm 6% thị phần đồ gỗ nội thất và ngoại thất toàn cầu. Như vậy, ngoài dư địa thị trường còn lớn, thì 4 tháng đầu năm nay, giá trị các đơn hàng xuất khẩu lâm sản cũng đã tăng trung bình từ 15 đến 20% so với cùng kỳ. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, từ nay đến cuối năm, giá trị xuất khẩu vào các thị trường truyền thống ước tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Theo đó, mục tiêu xuất khẩu 11 tỷ USD cho cả năm có thể đạt được như kỳ vọng. Theo thông lệ thì quý 4 hàng năm mới là thời điểm chính của xuất khẩu các mặt hàng lâm sản. Những tín hiệu khả quan ngay từ quý đầu năm sẽ là động lực cho mục tiêu toàn ngành. Quý vị và quý bà con đang theo dõi 365 ngày chuyển động, chương trình thông tin tổng hợp chuyên về nông nghiệp. Và nội dung tiếp theo, xin mời quý vị và quý bà con cùng đến với một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, trong một số chương trình trước, chúng ta đã phản ánh việc đầu tư nông nghiệp thông minh với các mô hình nông nghiệp IoT. Chính là giải pháp để nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục đổi mới trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế, khó khăn vẫn còn nhiều. Tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 55.000 hectare canh tác theo hướng ứng dụng công nghệ cao. 19 vùng sản xuất có áp dụng các quy trình hiện đại đã được hình thành. Đây là những điều kiện thuận lợi để nông dân và các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp thông minh. Nông nghiệp IoT ngày càng bài bản và chuyên sâu. Hiệu quả kinh tế mang lại cao gấp nhiều lần so với những mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao thông thường. Tuy nhiên, nếu so với nhiều quốc gia trên thế giới, thì phần lớn các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, nông nghiệp có sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chỉ mới ở mức độ khởi đầu. Các trang thiết bị được sử dụng chủ yếu vẫn là bộ điều khiển trung tâm, bộ cảm biến ngoài trời, máy phân loại màu nông sản, hệ thống quản trị IoT trong nông nghiệp. Các camera theo dõi sinh trưởng, phát triển của cây trồng, kiểm tra tình hình, dịch bệnh, dinh dưỡng trong vườn. Vận hành của cái hệ thống này từ cái việc đầu tư cho cái phần mềm cũng như là cái hệ thống vận hành của các cái cảm biến và cái bộ phần mềm để mà có các cái thông số và vận hành đối với từng loại cây trồng thì nó vẫn đang còn hạn chế. Để đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất nông nghiệp thông minh của nhà nông địa phương, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay đã có hàng chục nhà cung cấp các giải pháp IoT. Tuy nhiên, đó chỉ mới là yếu tố cần chứ chưa đủ. Theo nhận định của nhiều nhà nông, việc nắm bắt thông tin về đầu tư nông nghiệp thông minh ở nhiều nông hộ hiện còn hạn chế. Ngoài ra, để có một khu nhà kính áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin bài bản, chi phí đầu tư là không hề nhỏ, dao động từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng tùy vào mức độ và quy mô áp dụng. Trong khi đó, giá nông sản nhiều thời điểm còn chông chênh đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý và mức độ đầu tư nông nghiệp thông minh, nông nghiệp IoT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Giống như là cái đầu ra của cái thị trường của mình đó, nó chưa có ổn. Trước những khó khăn đó, nhiều nhà nông tâm huyết đành chọn giải pháp đầu tư từng bước, đầu tư thăm dò và kết hợp nhiều lĩnh vực như sản xuất nông sản chất lượng cao, cung ứng cây giống, du lịch canh nông. Để có thêm thu nhập và từng bước tích lũy để đầu tư nông nghiệp thông minh ngày càng hoàn thiện, phù hợp với nhu cầu ở mỗi nông hộ, mỗi doanh nghiệp. Thưa quý vị và quý bà con, đầu tư sản xuất nông nghiệp thông minh với các mô hình nông nghiệp IoT ở Đà Lạt, Lâm Đồng hiện đang trong giai đoạn khởi đầu. Bởi vậy, nhà nông rất cần sự hỗ trợ thiết thực nhiều hơn nữa từ cơ quan chức năng. Có như thế thì sản xuất nông nghiệp thông minh mới được đầu tư ngày càng bài bản, mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân địa phương. Nội dung đáng chú ý vừa rồi của chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình qua địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.